Xin chào cô chú anh chị và mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với Phương Vũ. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi coi một căn nhà tại thành phố Anaheim. Căn nhà này được rao bán là 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng 1.200 square feet, lot size là 7.200, nằm trong cái khu vực rất là tốt của thành phố Anaheim. Zip code là 92804. Nói chung ra thì cái nhà này á, nhìn rất là đẹp, họ cũng sửa sang khá là kỹ càng, nằm trong cái khu vực là nó nằm ở cái đường, để coi coi, cũng khá là gần Disney, nó nằm ở phía tây, phía west của Anaheim, giáp với Cypress và Stanton đó. Nói chung căn nhà này thì họ rao bán với cái giá cũng khá là hợp lý. Mình thấy thì thực sự ra trả lên dữ lắm thì trả lên thêm 50 ngàn nữa, nhưng mà trả trả ngay cái giá list hoặc là dưới một tí cũng được ha. Rồi mình sẽ đi và coi coi một vài khung cảnh bên trong và bên ngoài, đưa đến cái nhận xét của mình đến cho mọi người. Xin hẹn gặp lại mọi người trong một vài giây ha. Mọi người thấy neighborhood nó rất là ok, rất là tốt ha, đường xá rất là sạch sẽ. Thì đây là khu vực bên trong của căn nhà. Chúng ta vào cái đi vào cái living room, và kế bên là cái nhà bếp ha. Nhà này nói chung ra thì cũng cũ nhưng mà đồ đạc cũng mình nhìn cũng còn khá là tươm tất, khá là tốt. Kitchen cabinet này nọ, kitchen countertop thì cũng còn khá là mới ha. Nếu mình muốn thay thì thay, không thay thì cũng không sao, để đó xài cũng được. Thì cái living room và nó connect với cái kitchen khá là rộng ha. Họ có những cái đồ appliances mới hết cho mình luôn đó. Cái sàn á, thì bằng gạch ha. Phía trước á, thì phía cái living room á, là cái sàn là thảm ha. Nếu mình không thích thảm thì mình có thể lấy ra cũng được. Nhà này mình vô mình nhìn sơ sơ thì cũng không có phải sửa sang gì nhiều ha. Nếu như chúng ta không có kiến chọn thì có thể dọn vô ở vậy cũng được, không sao hết trơn á đó. Cái dining room thì nó có cái cửa sổ kế bên nhìn ra ngoài ha, cũng rất là sáng sủa. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong đó. Thì khu vực bên nhà tắm và phòng ngủ, nói chung là bathroom á, thì họ cũng làm lại cái, nói chung là họ giữ cũng sạch sẽ không nói nào ha. Quan trọng là cái toilet thì phải thay thôi. Shower thì còn nhìn cũng còn khá là mới nên cũng không có cần phải sửa gì nhiều đó. Cái nhà này ở ngoài thì mình nhìn cũng khá là tươm tất ha, mái ngói rồi còn rất là ok. Cái giá 829 ngàn thì mình nghĩ nó cũng rất là hợp lý, nhưng mà thời buổi này thì nếu mà muốn chắc ăn thì trả lên thêm chừng 10 ngàn nữa, 830, 840 cũng được ha. Nó sẽ dễ mua hơn. Hiện tại thì tình hình nhà cửa tại Nam Cali khu OC thì cũng khá là cạnh tranh rất là nhiều, tại vì ít nhà, rất ít nhà bán ra và người mua cũng còn rất nhiều. Cho dù cái lãi suất nó lên 5-6%, nên thật sự là bây giờ mình phải trả hơn cái giá listing đó. Mình trả giống như là đúng với cái mức giá mà thị trường gần nhất có thể, nhưng mà nếu mà thích căn nhà muốn mua để ở thì trả lên một tí cho nó chắc ăn ha. Đó thì đây là cái căn nhà, thì những cái căn phòng ngủ ha, phòng ngủ thì cũng rất là ok đó. Mình thấy không có đồ thì đồ cũ thôi nhưng mà rất là sạch sẽ ha, giữ lại xài cũng được. Nhà này vô tân trang thách chấp lại chừng dài chừng 10 ngàn 20 ngàn là được rồi ha. Nếu mà muốn mà fancy hơn thì thay toàn bộ ha. Thay toàn bộ sinh, tủ, bàn ghế này nọ, toilet này nọ thì có thể nó độn lên vài ba chục ngàn đó. Nói chung cái nhà này thì nó có cái sân trước khá là rộng. Cái miếng đất nó tới 7.200 thì chúng ta có thể xây ADU ở phía sau cũng được nữa không đó. Miếng đất phía trước chúng ta có thể đậu được 3-4 chiếc xe nè đó, mình thấy vậy. Ok đó, đây là nhà tắm ha, nhà tắm thứ hai nè đó, nhìn rất là đẹp nha mọi người ha. Đó, cái shower đấy thì họ làm rất là ok đó. Mình vô là mình chỉ cần
không cần mình chỉ clean up lại một tí là ở được thôi, nó thành vấn đề đâu đó. Toilet thì thay thôi, đúng không? Nhà nào cũng vậy, nhà cũ thì cái đầu tiên mình thay là mình thay cái kitchen với cái toilet ha. Nếu mình mấy cái còn lại thì nó phụ thôi đó. Cái khu vực này là rất là tốt nha mọi người, 92804 thì nằm trong cái học khu cũng khá là ok, gần Cypress mà. Phía sau căn nhà này thì họ có cái một cái sunroom ha. Sunroom này thì nó không có chung với cái nhà, nhưng mà nói chung cái phòng này giống như là một cái patio, enclosed patio vậy đó. Mình có thể mình ở đây mình làm một cái phòng khách riêng biệt cho mình, hoặc là mình làm gì đó khác cũng được. Bên kia là cái open patio ha, nó có hai cái patio luôn. Cái nhà này mình thấy nó có nó rất là ok, nó đập vô cái mắt của mình đó, mình rất thích. Nếu mà mình muốn xây ADU thì có thể đập cái hai cái patio đó ra ha, tại vì cái phần đất phía sau còn rất là nhiều, còn rất là rộng. Chúng ta có thể xây một cái ADU cỡ 1.000 square feet hơn cũng được đó, tùy theo cái lot size. Lot size mà 7.200, nếu mà hình như luật Cali thì cho hình như là 50% hay 60% gì đó đó, thì mình có thể add như luôn cái căn nhà chính, thì cái ADU mình cũng xây được cũng 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 1.000 mấy square feet nữa ha, bỏ thêm chừng 200-300 ngàn xây thêm đó. Ok rồi, nói chung ra cái nhà này mình cũng thấy rất là ok, giá cả cũng hợp lý ha, mua chừng 840, 840 đến đến nhà này bán là 2829 thì mình mua chừng 840, 850 là được rồi, nếu mua được ha. Sợ là chỉ có ai trả hơn mình hay thôi, chứ khu vực này là cái khu vực nhà cũng khá là hot ha, khá là hot của Anaheim đó. Khu của Anaheim mà mọi người đi từ cái đường mà từ đường Lincoln ha, trở về hướng Bo Cattella là phía nam của Anaheim, kế bên mấy cái Disneyland này nọ, nó như là khu vực rất là tốt ha, giáp Garden Grove rất là tốt đó. Rồi, mình xin dừng cái video đây. Nếu những ai thích cái video này của mình, xin hãy like, comment trên cái video. Và những ai có nhu cầu mua bán nhà cửa tại Cali, xin hãy gọi cho mình ở số phone là 310-480-7779. 310-480-7779 ha. Một căn nhà rất là xinh xắn. Đồ đạc cũng còn khá là mới ha. Đó. Có được cái enclosed patio rất là ok. Đó.